Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Zone Fan Việt Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử ông Nguyễn Bá Thành. Ông Nguyễn Bá Thành sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 1953, mất vào ngày 13 tháng 2 năm 2015, là một chính khách Việt Nam. Ông Nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 1997-2003, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân 2003-2013, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10-11, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị. Về thân thế, ông Nguyễn Bá Thành sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 1953, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là thế hệ thứ 14 trong chi tộc Nguyễn Bá ở xã Hòa Tiến. Cha của ông tên là Nguyễn Bá Tùng. Mẹ của ông là người xinh đẹp trong vùng, lại nhanh nhẹn và tháo vát. Cha mẹ ông sinh được 3 người con, theo thứ tự là Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Bá Bình. Chị gái Nguyễn Thị Hòa hơn ông 4 tuổi. Ông còn một em trai tên là Nguyễn Bá Bình. Ông Nguyễn Bá Bình kết hôn với bà Thái Thị Thủy, sinh ra Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Hậu. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, cha ông tập kết về Bắc, mẹ và chị của ông ở lại Đà Nẵng. Cha ông Nguyễn Bá Tùng sau này hy sinh, được phong liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang. Sau đó, chị ông mất lúc 10 tuổi vì bệnh sốt mà nhà ông nghèo không có tiền cứu chữa. Về sự nghiệp, từ năm 1964, Nguyễn Bá Thành tham gia cách mạng. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nguyễn Bá Thành được phân công về địa phương làm cán bộ nông nghiệp, thăng dần đến chức chủ nhiệm Hợp tác xã Hòa Nhơn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13 tháng 2 năm 1980. Năm 1996, Nguyễn Bá Thành được cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đầu tiên sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và giữ chức vụ này trong 7 năm qua các đời bí thư thành ủy Đà Nẵng là các ông Trương Quang Được, Phan Diễn, Nguyễn Đức Hạt. Năm 2003, ông được bầu vào chức vụ bí thư thành ủy Đà Nẵng thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Đức Hạt, được điều động làm phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Không lâu sau đó, ông cũng được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 9, khóa 11 và khóa 12. Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương, các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai ban này. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng ban hành quyết định số 655 phân công ông Nguyễn Bá Thành, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Về những tai tiếng có liên quan, thứ nhất là về cầu sông Hàn. Năm 2000, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ rút ruột cầu sông Hàn gây chấn động Đà Nẵng. Ngay sau khi cây cầu được khánh thành, người chủ thầu xây dựng là ông Phạm Minh Thông đã bị công an bắt. Theo đài Á Châu Tự Do thì trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng có hai công văn số 73 và 77 vào ngày 10 và 11 năm 2000 gửi lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn. Trong đó nói về việc Nguyễn Bá Thành đã nhận hối lộ của Phạm Minh Thông 4,4 tỷ đồng trong các công trình xây dựng cầu sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng. Sau vụ án này, người chỉ đạo Phạm Minh Thông là tướng công an Trần Văn Thành bị điều đi khỏi Đà Nẵng về công tác tại Bộ Công an tại Hà Nội. Cuối năm 2007, Đinh Công Sắt, một người từng là thiếu tá công an, bị bắt vì tội giải truyền đơn và tố cáo sai sự thật nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi kiện các ông Đinh Công Sắt, Nguyễn Phi Duy Linh, tướng Trần Văn Thành, tránh thanh tra Bộ Công an và trung tá Dương Ngọc Tiến, trưởng đại diện báo Công an thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.
Tuy nhiên, cán bộ lãnh đạo của Đà Nẵng bị ảnh hưởng uy tín, bị tố cáo sai sự thật, chính xác là ai thì không được nhắc tới. Theo đài Á Châu Tự Do, thì cho đến khi vụ án được đưa ra xử phúc thẩm, nhân vật bí ẩn có dấu hiệu xâm hại uy tín mới được hé mở, đó chính là Nguyễn Bá Thành. Trong phiên tòa phúc thẩm, luật sư của ông Dương Tiến, bà Nguyễn Thị Dương Hà, đại diện văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ xác định người bị Đinh Công Sắt tố cáo là Nguyễn Bá Thành. Và những tài liệu truyền đơn mà Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết luận ông Dương Tiến đã đưa cho Đinh Công Sắt đem đi giải là công văn số 73 ngày 31 tháng 10 năm 2000 và công văn số 77 ngày 1 tháng 11 năm 2000 của Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi lãnh đạo Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và ông Phan Diễn, lúc đó là bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Cũng theo đài Á Châu Tự Do, luật sư Dương Hà đã đọc tại tòa công văn số 77 ghi rõ thông khai có đưa cho ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiều lần số tiền 4.425 triệu đồng theo yêu cầu của ông Thành là công ty muốn được thanh toán vốn nhanh phải trích lại cho ông 5% trên số vốn do công trình xây dựng bằng vốn ngân sách 150.000 đồng trên 1 mét vuông do đất của Ủy ban Nhân dân thanh toán bằng quỹ đất đường Bắc Nam. Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2000, sau khi phân tích một cách sâu sắc và có trách nhiệm, thì có 5 trên 7 thành viên Ủy ban Kiểm soát Thống nhất Phạm Minh Thông phạm tội, đưa hối lộ Nguyễn Bá Thành phạm tội, nhận hối lộ. Theo lời của chồng bà Dương Hà, ông Quỳ Hu Hà Vũ nói với đài Á Châu Tự Do, thì micro của luật sư đã bị tòa án tắt đi khi bà luật sư nhắc tới hành vi tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thành. Trước đó, trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Cù Huy Hà Vũ cũng cho rằng tại phiên tòa sự tướng công an Trần Văn Thành mang hàm ý đe dọa người dân, đe dọa những người chống tham nhũng. Theo ông Vũ, vụ án này được tạo nên nhằm tiêu diệt tướng Thành vì ông Trần Văn Thành là viên tướng chống tham nhũng. Dẫn chứng là thiếu tướng Trần Văn Thành đã từng chỉ đạo điều tra vụ án tham nhũng liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Bá Thành, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và hiện nay là bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Vũ cho rằng là hành vi trả thù đối với việc chống tham nhũng. Theo đài Á Châu Tự Do, ông Đỗ Xuân Hiền, nguyên trưởng ban kinh tế Đà Nẵng, ủy viên thường vụ thành phố Đà Nẵng, một người có liên quan trong vụ án cho biết, ông Trần Mẫn, chánh án sự vụ Trần Văn Thành là em ruột của bà Trần Thị Thủy. Bà Trần Thị Thủy là vợ của Nguyễn Văn Trì. Ông Nguyễn Văn Trì là ủy viên Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng, là bạn thân của ông Nguyễn Bá Thành. Ông Hiền cũng nói rằng Nguyễn Bá Thành lấy đất của dân, mỗi mét vuông đất đền bù cho dân chỉ có 19.500 đồng một mét vuông, trong khi bản thân ông Nguyễn Bá Thành lấy của chủ nhà thầu là 150.000 đồng trên một mét vuông. Thử hỏi là gấp bao nhiêu lần? Như vậy có phải là tham nhũng hối lộ hay không? Trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 12, Ủy ban bầu cử tiến hành xác minh tư cách ứng cử viên của Nguyễn Bá Thành vì có những tố cáo của người dân về vi phạm trong quản lý đất đai đô thị của ông. Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì ông không vi phạm các quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và 8 nội dung trong các đơn thư tố cáo ông đều không đúng sự thật và ông trúng cử. Theo báo Thanh Niên, trong giai đoạn 2003-2014, thời kỳ Nguyễn Bá Thành là chủ tịch, sau đó là bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thì công ty cổ phần xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, đã lớn mạnh một cách thần kỳ. Vũ từ một người đi làm nhôm kính xây dựng nhỏ lẻ, nhanh chóng trở thành đại gia lừng lẫy. Hầu hết các dự án đất đai cộng sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng đều lọt vào tay Vũ. Đầu năm 2018, 3 năm sau khi Nguyễn Bá Thành qua đời, Vũ Nhôm bị bắt. Sau đó, một loạt các quan chức Đà Nẵng như hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Điểu, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Toản, giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Lê Cảnh Hương, nguyên chánh văn phòng Thành ủy Đào Tấn Bằng, nguyên chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Nguyễn Văn Cán, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Phan Xuân Ít,
nguyên trưởng phòng quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Viết Vĩnh lần lượt bị khởi tố hoặc tạm giam vì đã tiếp tay liên quan tới những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ. Tất cả những bị can đều làm dưới quyền của Nguyễn Bá Thành, một nhân vật chuyên hô hào chống tham nhũng, hốt tiền không nói nhiều. Trong vụ nguyên chủ tịch Trần Văn Bình ký bán sân vận động Chi Lăng cho tập đoàn Thanh Niên của Phạm Công Danh với giá rẻ hơn nhiều lần so với thị trường, theo báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Bá Thành với tư cách là bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có bút phê trong nhiều văn bản. Trao đổi với Zing.vn, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Điểu, một trong những người bị khởi tố trong vụ án Vũ Nhung, khẳng định Nguyễn Bá Thành là người chủ mưu. Tôi đã phải nói và làm việc với công an rồi, chủ yếu hò hòi với những dự án và tài sản công đã bán cho Vũ Nhung thời kỳ trước năm 2013. Thời đó, anh Thành, tức Nguyễn Bá Thành, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo thì phải làm. Bây giờ công an lật lại điều tra thì mình phải chịu. Thời tôi làm giám đốc sở, chủ yếu phải thực hiện theo lệnh của anh Thành để hợp thức hóa các thủ tục mua bán. Còn anh Trần Văn Minh và anh Văn Hữu Chiến là người trực tiếp ra các quyết định giao đất, sở không được tham mưu gì cả. Theo đó, theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Điểu cũng nói chủ trương của anh Nguyễn Bá Thành nhưng ngành mất rồi, còn trực tiếp là anh Minh, anh Chiến. Bây giờ thì làm gì cũng biết chấp nhận chứ biết sao bây giờ. Về lời khai của gia đình người đứng tên trong vụ án Đào Tấn Cường, nguyên phó giám đốc Petrolimex Đà Nẵng nhắn tin dọa giết chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, bị cáo Cường đã khai tại tòa rằng mâu thuẫn với Huỳnh Đức Thơ xuất phát từ việc thanh tra khu đất biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà mà gia đình đứng tên giúp Nguyễn Bá Thành. Trước tòa, Cường khai vợ mình là Lê Thị Ngọc Oanh đã được Nguyễn Bá Thành, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhờ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8.500m2 lô 09 khu biệt thự Suối Đá bán đảo Sơn Trà. Do lúc ấy anh Thành còn đương chức, việc anh nhờ đứng tên giúp một hạnh phúc nên tôi và vợ không ngần ngại khi nhận lời, ông Cường lý giải. Khi Nguyễn Bá Thành mất, Cường trả lại lô đất trên cho gia đình anh Thành bằng cách lập hợp đồng mua bán với em vợ Thành là Lê Hữu Tiến và vợ là Võ Thị Thanh Vân. Em trai của Cường, Đào Tấn Bằng, nguyên là chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, hiện cũng đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra các vụ án mua bán đất công sản liên quan tới Phan Văn Anh Vũ. Lô biệt thự L09 Sơn Trà được cho là tai tiếng và ông Nguyễn Thành Tiến, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, từng tuyên bố rằng thông tin về lô đất biệt thự này là bí mật. Theo báo Tuổi Trẻ, tổng diện tích khu đất L09 sau nhiều lần điều chỉnh đã lên đến 12.413m2 và có dấu hiệu ưu ái trong quá trình cấp đất cho bà Lê Thị Ngọc Oanh, chị dâu của ông Đào Tấn Bằng, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nguyên chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Giá bán đất xây biệt thự do Sở Tài chính Đà Nẵng đề xuất chỉ là 2,5 triệu đồng một mét vuông, còn giá thuê phần đất vườn chỉ là 2.000 đồng trên một mét vuông. Nguyễn Bá Thành với tư cách chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có ý kiến thống nhất theo đề nghị của ban quản lý dự án tại buổi đi kiểm tra thực tế. 2 tháng sau khi Nguyễn Bá Thành qua đời, ngày 25 tháng 4 năm 2015, bà Oanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ khu biệt thự L09 cùng tài sản gắn liền trên đất cho ông Lê Hữu Tiến và vợ là bà Võ Thị Thanh Vân. Ông Tiến là em của bà Lê Thị Quý và ông Nguyễn Bá Thành. Việc chuyển nhượng trên đã được văn phòng đăng ký đất đai của quận Sơn Trà xác nhận. Theo giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên của Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương, ông Nguyễn Bá Thành từng bị viêm gan B, ngoài ra còn mắc bệnh áp xe hậu môn từ lâu, cần thông chỗ rò rỉ ở hậu môn. Ngày 10 tháng 9 năm 2014, theo báo RFA, theo tin một bác sĩ cho biết, ông Thành đã bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy. Vì vậy, sang một bệnh viện ở Hoa Kỳ điều trị, tại bệnh viện của Hoa Kỳ cũng đưa ra kết luận chẩn đoán trùng hợp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng là nhiễm độc phóng xạ. Theo chẩn đoán, ông Thành bị suy tủy, không sản sinh được hồng cầu và tiểu cầu, trong đó tiểu cầu giảm mạnh nên phải truyền máu liên tục. Ngày 30 tháng 10 năm 2014, theo thông báo của Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Doãn Khánh, ông Nguyễn Bá Thành mặc dù nằm ở bệnh viện nước ngoài vẫn điều hành công việc thông qua thư ký và liên lạc qua điện thoại. Ngày 29 tháng 12 năm 2014, báo Tuổi Trẻ đưa tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ xác nhận
ông Nguyễn Bá Thành vẫn sống và đang được chữa tại Mỹ. Tuy vậy, mấy hôm sau, mọi liên lạc của người nhà ông hiện đang ở Mỹ đã không kết nối được. Ngày 2 tháng 1 năm 2015, một trang blog tên là Chân Dung Quyền Lực thông báo ông Nguyễn Bá Thành sắp về Việt Nam và đưa ra chính xác ngày giờ về, kèm thông tin rằng ông Nguyễn Bá Thành bị đầu độc phóng xạ. Tin đồn lan tỏa trở nên phổ biến tại Việt Nam. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2015, gia đình ông Nguyễn Bá Thành đã thu xếp đưa ông từ Mỹ về Đà Nẵng để dưỡng bệnh. Dự kiến máy bay đưa ông Thành và con trai Nguyễn Bá Cảnh sẽ về tới Đà Nẵng vào chiều ngày 6 tháng 1 năm 2015. Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc họp với Sở Y tế để chuẩn bị các phương án đón ông Nguyễn Bá Thành về điều trị. Giám đốc Sở Y tế khẳng định nơi chữa trị cho ông Thành sẽ là khoa ung bướu của Bệnh viện Đà Nẵng. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2015, theo báo Tuổi Trẻ, đến 17 giờ ngày 6 tháng 1, máy bay chở ông Nguyễn Bá Thành vẫn chưa thể cất cánh rời sân bay Seattle của Washington nên chưa thể về Việt Nam theo kế hoạch đã định. Chuyến bay bị hoãn lại với lý do thời tiết xấu. Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết, các chuyên gia sẽ chuẩn hồi cho ông Nguyễn Bá Thành vào ngày 8 tháng 1. Phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thành với bệnh máu ác tính và các bác sĩ ở trong nước đã áp dụng giống như các bác sĩ ở Mỹ, tiêu diệt tủy để sau đó tủy tự phát triển lại. Giáo sư Khải cũng khẳng định tin đồn ông Thành bị đầu độc chỉ là xuyên tạc. Chưa có bằng chứng nào chứng minh ông Thành bị đầu độc hóa chất hay chất độc. Việc xét nghiệm máu, nước tiểu có thể thấy được bị đầu độc hay không. Bệnh máu ác tính này tuổi nào cũng có thể mắc. Ngày 6 tháng 1 năm 2015, trả lời với phỏng vấn BBC, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định những thông tin ông Thành bị đầu độc là không có cơ sở. Tôi cũng không hiểu lắm vì sao đưa ra những thông tin đó vào lúc này. Nhưng cái đó là không có thật, không đủ cơ sở để tin cậy. Ngày 7 tháng 1 năm 2015, trả lời phỏng vấn BBC, giáo sư Phạm Gia Khải khẳng định khả năng phục hồi của ông Nguyễn Bá Thành, tuổi ông đã cao, ngoài 60, có thể diệt tủy rồi thay tủy, nhưng đối với ông Thành thì khả năng đó rất khó, vì tuổi lớn rồi khả năng tủy phục hồi khó lắm. Ngày 13 giờ 30, ngày 7 tháng 1 năm 2015, Ban Tuyên giáo và Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình bệnh của ông Thành. Ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương cho biết, cho đến 7 giờ 28 phút ngày 7 tháng 1 giờ Việt Nam thì vẫn chưa có lịch máy bay đưa ông Thành lên đường về nước. Bác sĩ Mạnh Quốc Khánh thông báo bệnh của ông Thành là hội chứng loạn sinh tủy. Rất không may mắn là thể này có thể chuyển biến khá nhanh. Vì thế, các bác sĩ ở Mỹ đã quyết định điều trị hóa chất tiến tới ghép tủy. Điều trị hóa chất thông thường là 2 hoặc 3 đợt. Ông Thành đã điều trị 3 đợt, nghĩa là sức khỏe tốt. Tuy nhiên, do điều kiện ghép tủy chưa đạt nên phải dừng lại và dự định sẽ điều trị nâng cao thể trạng tại Việt Nam. Cũng theo bác sĩ Khánh, nếu được ghép tủy, ông Thành có thể hết bệnh. Theo giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Sức khỏe Trung ương, ông Thành chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất kỳ bộ phận cơ thể nào và không thể nói là bị nhiễm độc. Phó Ban Tuyên giáo Nguyễn Thế Kỷ phát biểu, căn cứ nói nào ông Thành bị đầu độc. Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, thông tin, phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng, hoàn toàn không có chuyện đó. 20 giờ 30 phút, tối ngày 9 tháng 1 năm 2015, chuyên cơ y tế chở ông Nguyễn Bá Thành đã tới sân bay Đà Nẵng 21 giờ cùng ngày. Ông Thành được chuyển tới khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng trong sự chào đón của người dân. Blog Chân Dung Quyền Lực trở nên nổi tiếng kể từ khi loan báo chính xác ngày giờ ông Nguyễn Bá Thành được trở về Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 năm 2015. Trong khi hầu hết giới chức tại Việt Nam, kể cả những người trong Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe của Trung ương cũng như giới lãnh đạo tại Đà Nẵng đều không được biết. Theo báo chí trong nước đưa tin, ông Thành điều trị bằng thuốc cổ truyền đông y và thuốc gia truyền kết hợp và đã có thể đi lại nhẹ nhàng ở trong phòng. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng đến ngày 12 tháng 2 năm 2015, những tin tức chính thức đưa ra là Nguyễn Bá Thành rơi vào hôn mê, phải thở bằng máy. Khối lượng cơ thể chỉ còn khoảng 30kg. Theo Phạm Gia Khải, một trong các bác sĩ tham gia hội chuẩn và điều trị, ông Nguyễn Bá Thành đã suy gan nặng, nhiễm nấm khắp cơ thể, ung thư máu do rối loạn sinh tủy, không thể cầm cự được lâu, trừ khi có phép lạ.
chưa chắc đã qua được Tết âm lịch. Sau khi hội chuẩn vào tối ngày 12 tháng 2 cho thấy Nguyễn Bá Thành còn bị xuất huyết nội tạng hồng cầu, tiểu hồng cầu giảm và hôn mê 2 ngày chưa tỉnh. Trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Nguyễn Quốc Triệu cũng cho rằng tình hình sức khỏe của Nguyễn Bá Thành nói chung là rất khó khăn. Bệnh tình của ông đã đến hồi nguy kịch. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau khi được đưa từ bệnh viện Đà Nẵng về nhà. Kết thúc hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam. Trưa ngày 18 tháng 2 năm 2015, tức ngày 30 tháng 12 năm Ất Mùi âm lịch, ông được an táng tại nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá cạnh mộ cha ở nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến, và ông nội, bà nội của ông tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2016, Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã thống nhất đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Nguyễn Bá Thành. Theo đài Á Châu Tự Do, Nguyễn Bá Thành tuy đã chết, vẫn bị nêu tên trong hồ sơ do tổ chức BPSOS nộp lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đưa vào danh sách chế tài theo luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky nhằm cấm nhập cảnh vào Mỹ hoặc đóng băng tài sản do tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Nguyễn Bá Thành được cho là tâm điểm của mạng lưới liên can đến nhân quyền và tham nhũng tại Đà Nẵng và là người chủ chốt đứng sau các hành vi đàn áp chính quyền, tra tấn và đánh chết người trong vụ cưỡng chế đất của người dân Cồn Dầu, Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, nhiều người dân mến mộ ông Nguyễn Bá Thành vì ông đã phát triển thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng có nhiều người tố cáo ông tham nhũng nặng nề. Theo phóng viên của hãng thông tấn APM, ông Thành tuy bị xem là một nhà độc tài nhưng lại có tài trong một đất nước nghẹt thở vì tệ nạn quan liêu. Ông có thể làm cho mọi thứ thực hiện được. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đà Nẵng được xếp loại thành phố thông thoáng và thuận lợi cho kinh doanh hàng đầu ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI ngày 7 tháng 1 năm 2015, nhà báo Trần Ngọc Tuấn, trưởng ban văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng cho biết, ông Thành đã dạy cho chúng tôi những bài báo là phải viết thế nào. Chúng tôi đã nhìn một con người như vậy, hãy sống trọn đời bằng một niềm tin, một ước mơ. Mặc dù như ta bị cấm khẩu, không thể cất lời nói được, vì bị một độc tố hay nguyên nhân gì đó, chúng ta vẫn phải nhìn hình ảnh để nói lên được điều này, đó là phải vươn lên. Về gia đình, vợ của ông là bà Lê Thị Quý sinh được hai người con. Con trai Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, từng là bí thư thành đoàn kiêm chủ tịch hội sinh viên thành phố Đà Nẵng. Đầu tháng 8 năm 2014, Nguyễn Bá Cảnh, thạc sĩ ngành quản lý công, cao cấp chính trị được bổ nhiệm vào ban chấp hành đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 8 năm 2017, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy Đà Nẵng. Con gái Nguyễn Thị Hoài An, em của ông Nguyễn Bá Cảnh, cha của ông Nguyễn Bá Tùng đã mất, chị gái Nguyễn Thị Hòa đã mất, em trai Nguyễn Bá Bình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.